Xin chào anh chị, em là Quyền Trang. Thì hiện tại là em đang ở xã Bình Ninh của huyện Chợ Gạo, tỉnh Tiền Giang. Thì ở đây là có một miếng đất vườn với diện tích là 5.700m², giá là 310.000m². Tính ra là khoảng hình như là khoảng 1.767.000.000 hay gì đó anh chị. Anh chị tính giùm em nha. Nói chung là 507 á, mà nhân cho 310 á, tỷ 767 phải không? À đúng rồi. Thì em thấy là cái miếng này thì giá cũng khá là rẻ luôn. Để em quay cho anh chị mình xem thử nha. Thì đất của mình là sẽ nằm trên mặt tiền đường đất. Đường này là có 1 mét thôi nha anh chị. Nhưng mà được một cái là từ ở đây anh chị đi ra ngoài lộ nhựa là khoảng tầm chừng 100 đến 120 mét thôi. Thì cái từ cái vị trí mà Quyền Trang đang đứng anh đi ra lộ nhựa là đi một đường thẳng luôn. Thì anh chị thấy là có mấy cái nhà hàng xóm nè đó. Mấy cái nhà này là nhà sẽ nằm trên mặt tiền lộ nhựa đó nha. Thì để em phóng lên cho anh chị nhìn cái ha. Đó, anh chị thấy không? Thì nói chung là từ lộ nhựa mà anh chị đi vô một đường thẳng thôi, chỉ có 100 mét thôi. Thì em thấy là vị trí nó khá là đẹp luôn. Đất của mình tuy là đường xe máy ô tô đi không có được, nhưng mà em để ý là xung quanh là hàng xóm rồi á, đất người ta còn trống rất là nhiều luôn, và người ta chưa có xây hàng rào kiên cố. Vì vậy em nghĩ nếu như mà anh chị về đây mà mình cần mở đường ô tô mình có thể thương lượng với hàng xóm. Là ví dụ như là người ta bỏ ra một miếng đất á anh chị để mình làm đường. Nói chung là mình sẽ làm một cái đường ô tô á, đi vô thì nó sẽ ngon hơn. Với ví dụ như nha, đây là cái con đường phải không? Đây là cái con đường đi thẳng ra lộ nhựa nè. Thì bên này á là đất của hàng xóm, bên này á là em thấy là cái con kênh, giống như là con kênh thoát nước vậy đó. Nè anh chị xem nè, nó. Nói chung là cái đường kênh nó đi thông ra ngoài con sông á anh chị. À, thì cứ cùng lắm á, nếu như mà mình không có mở cái hướng bên này được á, mình sẽ mở bên này nè, mình dọn cỏ hết luôn á, thì mình cũng sẽ làm được một cái đường ô tô thôi. Thì đó là cái hướng mà em nghĩ tới. Còn cái hiện thực á là đất của mình là đang đường đất và là đường xe máy nha. Từ ở ngoài lộ nhựa đi vô đây là khoảng tầm 100 mét thôi. Cái con đường mà đi vô này nè là có thể hiện trong giấy của mình luôn. Và ở ngay đất là nó sẽ có cái cục điện nữa nè anh chị. Đó, có cục điện luôn. Ở đây thì điện nước wifi là đầy đủ hết ha. Thì đây là cái miếng đất mà hôm nay Quyền Trang giới thiệu cho anh chị nè. Đất của mình có tổng diện tích là 5.700m². Trong đó đất hình L thì bề ngang là 24m. Em chỉ biết được cái bề ngang là 24m thôi nha. Còn mấy cái bề kia thì chủ chưa có gửi sổ cho nên em không có thấy được. Thì bề ngang 21m sẽ tính từ ở cái khúc này nè anh chị. Từ ở cái vị trí này nè, em cho anh chị nhìn nha. Đây đó, anh chị thấy không, chạy thẳng xuống dưới. Từ ở đây nè, mình đi đo ngang qua là 24m. 24m là sẽ tới ngay chỗ mà cái cây dừa ở đây đó, hoặc là cái trụ cục điện đâu. Thì cái con đường của mình nè he, rồi cái phần bờ bên này là cũng là cái phần của mình nè. Rồi tới cái con kênh thoát nước nho nhỏ. Bây giờ em sẽ đi qua bên cái vườn cho anh chị xem thử. Đây thì đây là cái nguyên cái miếng vườn của mình nè. Đó, ở trong này thì em thấy là bên trong thì cũng còn đất của hàng xóm cũng nhiều ha. Này đó, anh chị thấy là cái đường đất xong rồi cái có một cái con kênh nè. Nước này á là nó sẽ thông ra ngoài có con lớn kênh lớn luôn, là sông rồi đó. Thì đây là cái miếng vườn bắp của mình. Từ ở đây nè, anh chị để ý nha. Từ ở ngay cái chỗ mà như cây dừa ở đây đi nha, mình sẽ đo ngang qua là 24m. Rồi từ đó cái mình chạy thẳng xuống. Mình sẽ chạy thẳng xuống dưới luôn, sẽ tới cái cây dừa cao cao ở đây luôn ha. Cái tới ngay chỗ này nè, nguyên hết cái vườn bắp trời. Tới chỗ này là nó sẽ nở ra hình L, nó đi ngang qua bên này. Đất của mình là hình L nha. Là anh chị thấy là nguyên cái đám vườn bắp ở đây, từ đây đi ngang qua là 24m, là cái nó vuông chạy dài xuống dưới tới ở ngoài sau của mình á. Ở đây là cái khúc mà vườn bắp, là vườn bắp là nguyên cái vườn bắp của mình, rồi mới tới một cái hàng dừa. Hàng dừa ở đây nè anh chị thấy không, có cái hàng dừa lùng lùng ở đây nè. Đó, đó là cái hàng dừa của mình luôn, sẽ chạy dài tới cái hàng dừa cao cao đó đó. Thì cái hàng dừa cao bên đó là của người khác rồi đó. Rồi cái khúc ở đây, cái bình đá ra hình L ở ngay chỗ này đi ngang qua. Thì khi nào mà anh chị đi xem á, mình sẽ gặp trực tiếp chủ á, mình chủ sẽ dẫn anh chị đi đến ranh giới từng miếng luôn cho mình rõ ràng ha. Thì bây giờ em sẽ đi từ cái khúc này nha. Thì anh chị thấy nè, cái vườn bắp là của mình. Thì em sẽ đi từ cái khúc này đi ngang qua 24m cho anh chị xem. Bây
bị dướng rồi. Rớt cái nón. Em bị dướng hai lần rồi đó. À, anh chị xem. Đây nè, ở ngay chỗ này á, là có một cái con kênh á, nó thoát nước ra ngoài sông luôn. Cái này là cái đường đất mà nãy em đi xem á, đất của mình là tới đây luôn nè. Có vẽ cái đường vô luôn. Ngang 24m là sẽ tới ngay cái chỗ mà cái bụi chuối đâu á. Đây. Đây nè anh chị, đó. Anh chị thấy không? Từ ở với vị trí này ha, cái mình sẽ chạy dài xuống tới dưới luôn. Rồi bây giờ là em sẽ đi xuống mấy dưới cho anh chị xem ha. À, diện tích là 5.700m2, chủ kêu giá là 310.000m2. Thì cái giá này là giá chốt luôn á nha. Tại vì chủ kêu là cái để mà quay được cái giá 310 này cho anh chị là bên em đã nói chung là làm việc với chủ rồi, cũng thương lượng là để chủ bớt giá xuống mới quay được cái giá này để cho mà dễ bán á. Thì anh chị nào mà thích cái miếng này á, lúc mà anh chị xuống anh chị xem á, anh chị ok rồi á, thì em dẫn anh chị qua gặp trực tiếp với chủ đất để mà mình xem sổ luôn, rồi coi là lúc đó nếu mà anh chị có thương lượng được miếng nào không để mình lấy tí lọc đồ ha. Thì đi ngang qua vậy nè anh chị, chạy dài xuống dưới. Đất thì đang trồng bắp. À, ở trên sổ thì em thấy là đất là thể hiện là đất lúa. Nhưng mà miếng đất này của mình là chuyển mục đích lên đất cây lâu năm được ha. Từ đất lúa mà chuyển mục đích lên đất cây lâu năm thì nếu mà chủ tự đi làm thì không có tốn tiền. Còn nếu mà kêu dịch vụ thì nó tầm chừng 2 triệu thôi hà. Rồi ở đây là của mình vẫn lên thổ cư được ha. Rồi em sẽ đi xuống tí nữa. Khu này nhà xung quanh đó là em thấy khá là đông luôn. Để một lát em mở cho anh chị xem thử. Ở ngay chỗ này nè anh chị, nếu mà đi buổi chiều là đẹp lắm luôn á. Anh chị thấy lúa rồi nè. Đó. Thích không anh chị? Đó. Thích quá không? Đây. À, ở bên này là bắp ha. Đây là cái vườn bắp này là của mình ha. Rồi cái hàng dừa bên này nè, cái hàng dừa bên này là cũng là của mình luôn. Thì dừa này á là em thấy là có lưỡi mèo luôn rồi. Thì anh chị xem nè. Đó, em thấy có lưỡi mèo luôn rồi nè. Cái này á thì anh chị về á là mình đã có quê lại sẵn rồi, mình ăn được luôn rồi. Này. Đó, sau này anh chị làm nhà vườn đồ á thì mình xây ở gần đây nè cho nó mát. Đó, anh chị xem chạy dài xuống dưới luôn. Thì nói chung là nguyên cái miếng dừa này nè là cũng là của mình luôn nè. Đất rất là đẹp. Này. Em sẽ đi qua bên này cho anh chị ngắm. Nó hơi khó nhìn ha. Anh chị đi xem trực tiếp thì nó dễ hơn. Đó, anh chị xem cái hàng dừa của mình nè, nó sẽ chạy dài xuống dưới luôn. Rồi, thì đất của mình á là 5:7 là một khúc á là vườn bắp, một khúc á là vườn dừa. Rồi còn một cái phần còn lại là đất lúa. Thì đây, cái phần mà L đá ra đây nè. Đây, tới đây anh chị thấy cái vườn bắp của mình tới đây là hết rồi ha. Cái tới đây nè, nó nở ra hình L. Nó sẽ nở ra. Anh chị, em sẽ ra đây cho anh chị dễ nhìn ha. Đây thì cái phần lúa này là của mình nè. Nó anh chị thấy là nguyên cái vườn dừa của mình á, nó sẽ chạy dài xuống tới mấy dưới ở đây. Rồi cái nó sẽ nở ra tới bên này. Đó, đi lên. Nói chung mà đất hình L á, thì tổng diện tích là 5.700m2, chủ kêu giá là 310.000m2. Anh chị nào mà thích miếng này á, thì alo cho Quyền Trang hay, em sẽ dẫn anh chị mình về xem nha. Nói chung em thấy miếng đất này đẹp, để Quyền Trang mở định vị lên cho anh chị ngắm nha. Kiếm chỗ này cho mát mát à. Ở đây đi. Trước tiên á là đất của mình á là hướng tây phải không? Chánh tây luôn phải không? Hướng tây á nha anh chị, nghiêng về hướng bắc một tí xíu, đất mình là hướng tây á. Để ngồi xuống đây nè. Có bắp thích quá ha anh chị, giờ mà ước gì mà mình có cái nồi nước sôi ở đây, cái mình hái bắp cái mình bỏ bắp vô là đẹp luôn á. Cái định vị đâu rồi ta? Ủa sao không thấy định vị nhiên? À thấy rồi,
Rồi nó chui vô đây rồi. Mà nó đứng lên luôn rồi anh chị ơi, sao kỳ vậy, hồi nãy nó còn ok lắm mà. Chị hỏi chị có là gờ không chị Hảo? Sao kỳ vậy ta, sao yếu xìu rồi? À, để chị lấy điện thoại chị ơi, có điện thoại chị đây không ta? Đó, có đây nè, em có một cái điện thoại của em ở đây, để em coi em mở lên được không nha. He he he, mở được nha. Yeah. À, em sẽ mở cho anh chị xem nè. Đây, anh chị xem. À, cái nút chần chờ màu xanh là cái vị trí em đang đứng nha. Thì từ ngay chỗ mà mặt tiền của miếng đất á, mà mình đi ra ngoài lộ nhựa thì chỉ có 100m thôi. Nó cũng gần cái tạp hóa quá mà em ăn mì tôm rồi đó anh chị. Bán mấy cái miếng mà một nền 450, 380 rồi mà em mới bán rồi đó, 420 rồi đó anh chị. Nói chung là mấy miếng mà em quay gần đây nè, là em quay ở cái khu vực này. À, thì đất của mình đi chợ cũng gần lắm nha. Để em bấm cho anh chị xem. Để anh chị xem. Chợ. Chợ, chợ. Đây. Nè, thì đất của mình á, đất của mình á là sẽ gần chợ chợ Thạnh Nhật với chợ Hòa Mỹ nha. Thì nói chung á, từ đây mà anh chị đi chợ thì khoảng tầm chừng 5 đến 10 phút thôi. Rồi trường học và ủy ban cũng như vậy. Để em xem đây có gần nhà thờ không ha. Nhà thờ. Nhà thờ. Đây. Thì em thấy là nổi lên nè anh chị. Nói chung là em nghĩ là anh chị đi cũng tầm chừng 5-10 phút thôi. Thì từ ở đây á, mà anh chị mình về tới thị trấn chợ gạo. Để em xem. Từ đây mà mình về thị trấn chợ gạo thì khoảng thị trấn chợ gạo. Thị trấn chợ gạo. Ở đây mà mình về thị trấn chợ gạo là khoảng 12 cây. Chạy xe là khoảng 21 phút ha. Còn ở đây mà về thành phố Mỹ Tho thì khoảng 30 phút. Còn ở đây á, mà anh chị mình về tới bến xe miền Tây của thành phố Hồ Chí Minh á, thì trung bình á, là khoảng 66 cây số. Chạy xe là khoảng 1 tiếng 50 phút. Mình đi theo cái đường quốc lộ 50 á, hoặc là anh chị đi theo đường quốc lộ 1A cũng được. Thì nói chung ở đây mà anh chị về tới bến xe miền Tây là 66 cây số, chạy xe là khoảng 1 tiếng 50. Rồi thì đất có giấy tờ, có sổ hồng đầy đủ luôn. Anh chị nào thích thì alo cho Quyền Trang hay nha, em sẽ dẫn cho anh chị mình đi xem. Rồi cảm ơn anh chị rất là nhiều nha. Quanh đây nhà cũng đông lắm nha. Nói chung là cái ở trong mình vắng thôi, nhưng mà mình đi ra ngoài lộ nhựa tầm chừng 100m thôi là nhà là sát sát nhau không hà. Rồi bye bye anh chị.